đang bóc test những chiếc cục đẩy công suất 2 kênh anh em nhé, TX250. Với những cục đẩy TX250 này thì anh em đánh tốt những loa bass 30 anh em nhé. Anh cứ test đi, cứ test đi. Đó, đây là những cái cục đẩy nguyên thùng nguyên hộp của chúng ta. Đó. Rất là gọn nhẹ. Đó. Đây là nội thất anh em nhé. Đó. Đây là nội thất TX250. Đó. Nói chung ở đây là những dòng cục đẩy rất là nhỏ gọn. Đó. Chỉ nặng đâu đó chưa đến 4kg, 3,5kg anh em nhé. Đó. Rất là đẹp, đẹp đẽ, sạch sẽ. Và với những cái dòng cục đẩy này thì anh em yên tâm rồi, nó phù hợp đánh cho gia đình. Và nếu mà anh em đánh ngoài trời, anh em đánh những đôi loa monitor thì rất là hợp lý. Vì sao? Vì nó gọn nhẹ. Anh em dùng sự kiện ngoài trời ấy, chỉ cần công suất nó tầm khoảng độ là 400-500W thôi anh em nhé, để đánh những đôi loa monitor mà chơi cục đẩy nặng thì nó toàn gần 20kg, toàn gần 20kg. Thì cục này thì nó nhẹ, nó chỉ có đâu đó có 3,5kg. Rất là tối ưu cho anh em sử dụng anh em nhé. Đó. Rất là nhỏ gọn, bằng một chiếc vàng số thôi. Nhưng mà cái hiệu năng của nó, cái thiết kế của nó rất là ok anh em nhé. Đó. Rất là đẹp. Nói chung anh em chơi cho gia đình đều ok. Đánh gia đình thì anh em đánh một đôi bát loa 30 đều ok anh em nhé. Một đôi loa bát 30 hoặc là một đôi loa bát 25 là ok. Đang test tín hiệu đây, bập bành này. Đấy, anh em nhìn này, vặn mắc đi xem anh xem có báo clip không, báo nữa nhỉ. Rồi. Ngon lành luôn, đánh thoải mái, đánh tưng bừng luôn anh em nhé. 2,5 triệu rồi. Tưng kênh anh. Đấy. Đang đánh một quả loa nằm này và một quả loa phun này. Ok chưa? Đấy, ok luôn anh em nhé. Rất là ngon nghẻ luôn. Đủ để anh em chơi. Và dòng này thì nó cực kỳ là bền bỉ luôn anh em nhé. Và tất cả được bên em bảo hành cho anh em là 12 tháng. Lỗi đổi mới trong tháng đầu. Nếu mà còn đẹp anh em nhé. Còn đâu nếu mà bên ngoài anh em để xước quá thì bên em sẽ đổi mên anh em nhé. Chứ nhiều anh em bảo là trong tháng đầu lỗi sau này thì không đổi cho anh con mới. Bên em rất muốn đổi mới nhưng bên em không bán hàng cũ anh em. Bên em không bán hàng cũ, bên em chỉ bán hàng mới. Bên em có đổi cho anh em nhé. Đổi luôn cho anh em. Nhưng cái vấn đề là anh em dùng nó bị xước. Hoặc là bên em sẽ đổi cho anh em thành cái nắp cũ anh em nhé. Thành cái nắp cũ. Thì bây giờ anh em mang về sử dụng một tháng rồi, đôi khi đi sâu ấy nó xước nhòe nhẹt. Bây giờ đổi con mới thì bên em những cái như vậy thì không thể bán cho người khác được. Đó. Hoặc là xử lý, hoặc bên kia, bên nhà sản xuất người ta đổi mên về cho bên em không thể lắp như vậy được. Đó. Nó không ok lắm. Nên anh em lưu ý nhé. Nếu anh em giữ gìn đẹp đẽ như mới thì bên em sẽ đổi như mới. Anh em mà để nó xước thì bắt buộc là bên em sẽ đổi mên bên trong và thay lại cái nắp cũ cho anh em. Còn anh em yên tâm, những dòng này thì bên em làm chủ công nghệ hết. Và những cái linh kiện này là không bị xóa số anh em nhé. Linh kiện IC trước này, MOSFET này không bị xóa số một chỗ nào luôn. Kể cả IC nguồn nhé, hầu như là không xóa số. Nên anh em yên tâm nhé. Đó, đây nguyên thùng nguyên hộp nó sẽ như này. Giá rất là yêu thương, chỉ 2,5 triệu thôi, bao ship. Đó, anh em nào có nhu cầu nhé thì liên hệ trực tiếp cho bên em với hai số điện thoại bên góc dưới màn hình. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video nhé. Chào tất cả anh em ạ. Chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó. Khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.